Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip so sánh nhanh hai cái đồng hồ của hai hãng là Unité 61E cộng và Flut 875. Mà thực tế nếu mà so sánh hai đồng hồ này thì nó hơi khập khiễng vì 61E cộng này là giá rất là rẻ so với lại 875. Tuy nhiên về chức năng thì cái đồng hồ 61E cộng này được đánh giá rất là cao. Rõ ràng là cái về tỷ lệ về cái hiệu năng so với cái giá thì 61E cộng này được đánh giá cao hơn cái Flut 875. Và do ra đời sau và nâng cấp của một cái dòng đời trước là 61E nên 61E cộng là đã được bổ sung một số chức năng hữu ích, ví dụ như là low pass fill là dùng để đo biến tần và một số cái chức năng khác, ví dụ như đo transistor nè và đo AC/DC cùng lúc. Flut 875 thì cái thiết kế này nó cũng đã rất là lâu rồi và gần như là nó là cái thiết kế chuẩn công nghiệp, rất là nhiều năm nó vẫn không thay đổi thiết kế. Cái Flut mình cầm trên tay này thì dựa trên cái số series thì đoán nó khoảng tầm khoảng gần 10 năm tuổi rồi. Tuy nhiên về cái bên ngoài thì cái đồng hồ còn rất là mới. Để mình sẽ kiểm tra những cái chức năng cơ bản và cái độ chính xác đồng hồ xem thử là sau khoảng thời gian khoảng 10 năm thì cái đồng hồ Flut này nó còn giữ được cái độ chính xác hay không. Về thông số trên giấy tờ thì độ chính xác DC của 61E cộng và Flut thì tương đồng nhau là 0,05%. Và cái Flut này nó cũng có cái chức năng là đo biến tần, low pass fill. Low pass fill này là của bên Unité thì nó có chữ LPF và cái này là chữ LO. Cái đồng hồ Unité này thì cái màn hình nó rất là to, chúng ta dễ nhìn và có một cái đèn nền sáng nè, chữ kích cái kích thước chiều rộng chữ rất lớn. Cái Flut 875 thì cái màn hình nó nhỏ hơn. Về độ hiển thị thì cái này nó có 22.000 số đếm và cái này nó có hai chế độ 6.000 ở chế độ bình thường và high res là 20.000. Và cái đèn nền thì nó có hai mức sáng đèn nền, trong khi Unity thì chỉ có một mức thôi. Và để bật high res chúng ta giữ giữ khoảng 1 giây nè là nó hiện chữ high res là nó sẽ hiển thị 20.000 số đếm. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua hai cái đồng hồ này chi tiết hơn. Unity thì nó có một cái cổng kết nối với máy tính, chuyển từ cái cáp thông ngoại sang cái tín USB nè. Đèn nền rất là sáng. Cái 87 năm thì đèn nền có hai mức. So sánh trực tiếp cái màn hình thì rõ ràng cái 87 năm này nó cái chiều rộng cái màn hình nó không bằng cái Unity. Để kiểm tra điện áp của Unity 61E cộng và Flut 875 thì mình dùng một cái mạch điện áp AD584. Ở đây mình có một cái đồng hồ 289 của Flut. Đồng hồ này thì mới xuất xưởng năm 2023, do đó cái thời gian hiệu chuẩn nó vẫn còn hiệu lực là từ tháng 3 2023. Ta có thể thấy là ở cái mức 10V đó thì cái Flut 875 này nó rất là chính xác, 10V nè. 9,999. Nó hơi dao động. Còn cái Unity 61E cộng thì 9,994 thì nó thấp hơn khoảng 0,005. Mình sẽ chuyển sang cái mức 7,5.
Ở cái mức 7,5 này thì trên cái 289 thì nó đang hiển thị là 7,5, rất là chính xác so với cái mạch tham chiếu. Trong khi đó thì 875 là 7,499 và 61 E cộng thì là 7,496. Rõ ràng cái 875 này nó bám sát cái 289 rất là tốt. Ở cái mức 5V thì cái 287 này đang hiển thị là 4,998. Ở trên cái 289 là 5,001 và cái 61 E cộng là 4,998. Nó chênh lệch ở cái mức milivolt thôi. Hai phẩy bốn chín chín ở trên cái mạch và fluid thì đang hiển thị là 2,4988 và hai cái 875 và 61 E cộng thì đang hiển thị giá trị là tương đương nhau 2,498. Có thể thấy là cái 875 này hiển thị nó rất là chính xác so với cái mạch tham chiếu và nó cũng gần gần giá trị với lại cái 289 hơn. Để kiểm tra chức năng đo điện trở và đo tụ, đây mình có một cái mạch điện trở và tụ điện. Đầu tiên là ở cái thang đo ôm thì tiến hành chập cây đo để loại bỏ cái nội trở của cây đo. Mười phẩy không hai. Chín mươi chín phẩy chín tám. Rất là sát so với lại cái mạch. Đây nó đã vượt qua cái Siren. Một ký. Dịch cái mạch là 9,99,7. Đây là 10 kilo ohm này. Đây là một cái điện trở có một giá trị là 100. Tiếp theo là điện dung. Điện dung thì mình sẽ chọn cái nút điện dung. Trước tiên là chúng ta cần phải loại bỏ cái điện dung của cái tụ quay đo này bằng cách là bấm relative này. Nó đang báo 0,08 nano là khoảng 80 pico. Tuy nhiên trên cái mạch nó đang ghi là 106 pico. Nên là cái đồng hồ này là nó hiển thị chưa chính xác lắm. Ở cái mức là 994 pico thì 0,99 nano cũng khá là chính xác. Nano 10,1. Này nó bỏ cái relative đi.
Ở trên cái mạch nó ghi là 104 và cái đồng hồ đang hiển thị là 105. Là 1U. Cũng khá là chính xác so với lại cái mạch tham chiếu. Chuyển sang cái Unité 61 E cộng. Đầu tiên là cái thang đo ôm, mình chụp cái đo. Que đo cũng đi theo cái Unité là được mạ vàng này. Rất là đẹp. Và cái nội trở que đo cũng rất là thấp, 0,06 thôi. Mười ôm, 9,99, rất chính xác so với cái mặt tham chiếu này. Chín mươi chín phẩy tám tám, có lệch này. Cái này nó vượt quá rồi. Chín 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 phẩy bảy, này là 0,994. Chín phẩy chín chín sáu là 10 và thang 100 kilo ôm. Chín mươi chín phẩy chín chín. Để chuyển sang cái đo tụ thì mà bấm range select. Đầu tiên chúng ta cũng tiến hành loại bỏ cái điện dung của que đo relative. Đây hiển thị là 0,099 một rồi, 0,1 nano là khoảng 100 pico. Thì cái này cái giá trị này là nó khá sát với lại cái mạch nó vẫn đang đo lên nè. Cũng gần với lại cái mạch thậm chí là 106 pico này, 0,106 này, 0,103. 104 rồi. Cái này thì nó đo cái điện, cái tụ điện có cái điện dung thấp, chính xác hơn là cái 87 1 nano. Mười nano này. Một trăm lẻ bốn. Đây nó hiện thị nó bị vượt quá rồi. Một trăm lẻ bốn phẩy bảy. Cái mạch thì nó ghi là 1U và cái đồng hồ đang đo là 0,98, 0 phẩy là 989. Có một cái chức năng mà anh em thợ sử dụng rất là nhiều, đó là chức năng đo thông mạch. Với cái 61 E cộng này thì thông mạch thì chúng ta có ngay cái biểu tượng cái loa này. Ta bấm select. Mình sẽ kiểm tra chức năng đo thông mạch nha. Khá là nhạy. Đến cái 87 năm đo thông mạch.
nó cũng rất là nhạy. Test cái chức năng đo điện áp thấp ấy, thì mình có một cái bộ phát là LB02A. Cái này thì nó có rất là nhiều cái chức năng, phát ra sụt là volt, millivolt, milliampere và điện trở. Ở đây mình sẽ test cái chức năng đo millivolt. Đầu tiên là cái mức 1 millivolt. 1 millivolt thì cái hai cái đồng hồ này đang hiển thị, một cái là 0,99 và một cái là 1,01. Năm millivolt này. Cũng gần tương đồng nha. 10 millivolt. Chức năng đo tần số của hai đồng hồ này. Đây là 0,1 kHz. 5 kHz. Mười kHz. Kiểm tra chức năng đo dòng. Ở đây cái bộ phát của mình là nó có cái chế độ phát là milliampere nè. Đồng hồ Flut 875 thì nó có cảnh báo khi chúng ta cắm nhầm que đo vào cái đo dòng. Nếu chúng ta đo này, nó sẽ báo lít nè. Cảnh báo đồng thời là tiếng tiếng loa. Bây giờ chuyển chức năng đo dòng thì nó sẽ không báo nữa. Đầu tiên là cái mức 1. Ta sẽ chuyển sang cái chế độ DC. Ở đây là cái mức 1 mA DC. Và cái đồng hồ hiển thị là 1,018. Tiếp tục tăng lên. 12. Tối đa nó chỉ là 24 mA thôi. Ở đây là nó hiển thị là 23,98. Mình sẽ chuyển sang cái đồng hồ Unité. Nó đang ở cái chế độ đo tần số này. Chúng ta chuyển sang cái độ đo dòng. Nó không có báo gì hết. Không có cảnh báo về cắm vị trí nhầm. Với đồng hồ Unité 61E+ thì nó không có cái cảnh báo về cắm nhầm que đo. Ví dụ mình đang để ở thang đo dòng, tự nhiên các chức năng khác thì nó sẽ, đồng hồ nó không báo. Một miliampere và đồng hồ đã hiển thị là 1,001. Mười miliampere và cái đồng hồ đã hiển thị là 10,00. Bộ phát LB02A này cũng khá là chính xác.
Mình sẽ dùng như vậy. Unity 61E cộng và cái Flux 875 để kiểm tra dòng điện của cái nguồn Owen. Đây mình cài đặt là 5V 1A. Unity 61E cộng đang hiển thị 1A nè. Hai A. Cái nguồn đang là 5A và cái đồng hồ đang hiển thị là 4,998. Tiếp theo là đồng hồ Flux 875. Một phẩy không không một. Cái nguồn Owen đang cài đặt ở 5A và cái 875 này đang hiển thị là 4,999, khá là chính xác. Khi so sánh chức năng của 61E cộng với 875 thì có một chức năng của cái máy Unity này rất hay, đó là chức năng kết nối máy tính qua cái cổng quang để thực hiện quá trình log, là ghi lại dữ liệu. Đây là sợi cáp chuyển từ cổng quang sang USB tặng kèm theo máy Unity. Mình sẽ dùng cái sợi cáp này kết nối máy tính và cái phần mềm để thực hiện quá trình ghi dữ liệu bằng cái đồng hồ 61E cộng này nhé. Chức năng này thì trên 875 không có. Đây nó có một cái cổng quang nè. Mình sẽ kết nối với lại máy tính. Ở đây mình có một cái nguồn của Owen. Mình sẽ kết nối với lại cái đồng hồ. Chế độ đo DC. Khi kết nối thì trên cái màn hình này nó có hiển thị cái chữ S nè. Chuyển sang cái màn hình trên máy tính, ở đây là một cái phần mềm 61E cộng phiên bản mới nhất là 2.02. Mình download free trên trang web của Unity thôi. Ngay khi chúng ta bấm kết nối thì nó sẽ hiển thị là cái kết quả trên đồng hồ DC-Volt nè. Đây có một số cái option ta có thể điều chỉnh là chạy không giới hạn thời gian nè, hoặc là một bao nhiêu mẫu đó chúng ta điền vào. Ta có thể là 10.000 mẫu hoặc là 1.000 để chúng ta cho chạy liên tục. Đây là một thời gian là giữa các cái điểm lấy mẫu là 100 mili giây hoặc là 1 giây hoặc là 1.000 mili giây là nghĩa là 1 giây. Cái chức năng này cái hay skip repeat reading là nếu mà cái giá trị hai liên tiếp nó trùng nhau thì nó sẽ bỏ đó. Thì cái này chức năng cũng này cũng khá tiện khi chúng ta lock trong một thời gian dài thì những cái giá trị mà gần nhau liên tiếp bằng nhau thì nó sẽ bỏ qua cái giá trị này, nếu không thì nó cứ lấy tất cả cái giá trị nó đọc được từ cái điện cái đồng hồ đó. Ví dụ như nó đọc được tất cả đồng hồ thì nó sẽ lấy mẫu rất là nhanh, ví dụ như là mình sẽ chỉnh thành cái 100. Tốc độ lấy mẫu rất nhanh, nhảy liên tục. Nhưng mà có rất nhiều giá trị trùng nhau nè, ví dụ như 9,997 nè, trùng nhau nó vẫn lấy. Nếu mà chúng ta chỉnh cái option này thành cái repeat reading skip thì nó sẽ lấy những giá trị nó khác nhau thôi. Nó sẽ giảm bớt cái điểm lấy mẫu. Ví dụ như là 96 chuyển qua 97 thì nó lấy, còn nếu mà 97 với 97 thì nó sẽ bỏ qua một cái.
Ở đây là nên chọn vào cái giá trị nào để chúng ta theo dõi trong cái thời gian dài. Đây có những cái điều chỉnh ở trong cái chế độ thì chúng ta phải xoay trên cái đồng hồ, và khi trên đồng hồ rồi nó sẽ nó có hiển thị những cái chức năng trên cái phần mềm này. Select này. Hoặc là cái chế độ chuyển chế độ nè. Để auto. Đây là bật định hình nè. Và peak min max. Đây là những cái giá trị theo cái từng cái chức năng của đồng hồ. Dù mình chuyển sang cái chế độ đo cái điện trở đi. Đây là đo diode. Đo về điện dung, điện tụ điện và đo điện trở, và cái đang để chế độ auto. Chúng ta có thể là ghi lại những cái giá trị này trong cái bảng để xuất thành Excel. Này mình có thể ghi lại là thành một cái file, này là file dữ liệu, cơ sở dữ liệu, và có thể chuyển thành cái file Excel nè. Đây, ví dụ như mình tăng giảm cái giá trị ở trên cái nguồn thành 9V đây. Ở trên cái đồ thị là nó sẽ có những thay đổi nè. Do cái chúng ta cài đặt cái skip repeat reading nên nó chỉ cập nhật những giá trị thay đổi thôi, còn nếu mà trùng nhau thì nó không cập nhật, nếu bỏ giá trị đi thì nó sẽ cập nhật liên tục. Đây nó nhảy liên tục rồi, cái thời gian là 100 mili giây. Đây là những cái giá trị chúng ta xem lại nè. Cái chức năng lock ghi dữ liệu này thì cái đồng hồ 61E cộng này nó khá là tiện. Chúng ta cần theo dõi một cái quá trình thay đổi nào đó. Nếu mà chúng ta muốn dừng thì bấm disconnect. Ở đây là mình sẽ lưu giá trị này thành cái có thể in in cái giá trị này ra. Hoặc là xuất thành cái file cái dữ liệu này Excel nè. Đây là xuất ra file Excel để vẽ đồ thị như đó. Chức năng lock ghi dữ liệu của cái 61 cộng này rất là hay. Mình đã tháo cái Unity 61E cộng và cái 87 năm của Flut. Bên tay phải đây là Unity 61E cộng và bên tay trái là Flut 87 năm. Về thiết kế mạch của cái Unity, ở đây các bạn có thể xem cái mạch của nó nè. Đây nó đang ghi cái phiên bản là 13 tháng 8 năm 2020. Có một số chip là nó đã bị cạo cái thông tin, cho nên Unity 61E cộng này thì hỗ trợ tối đa đo dòng đến 20A,
Tuy nhiên cái cầu chì ở đây thì nó chỉ có 10A thôi. 10A 240V. Cầu chì cho cái đo dòng miliampe thì đang để là 1A. Những cái PTC và cái móc bảo vệ đầu vào của Unity thì không có các cái cảm biến quang, do đó là nó chỉ là cái đầu vào bình thường thôi. Cùng xem cái mạch của cái 8775. 8775 thì cái cụm đầu vào là nó được rất là kín. Và trong đây nó có những cái cảm biến để phát hiện que đo, khi chúng ta mà cắm nhầm cái vào vị trí đo dòng thì ở chức năng khác thì nó sẽ có báo bằng cái âm thanh. Đây là cầu chì cho chức năng đo dòng miliampe nè. Còn đây là cầu chì về đo tối đa là 10A. Ở đây cầu chì này là 11A nè. Flut thì nó các linh kiện rất là rõ ràng, nó không có bị cạo số gì hết giống như là Unity. Cái bo mình đây là rep 1010. Phía sau cái bo mạch của Flut thì nó có một cái tấm kim loại để giảm cái bức xạ và cũng chống nhiễu. Đây là cái màn hình của cái Flut 8775 này. Cọc này nó bằng kim loại này. Cái nắp sau của Unity thì nó có một cái miếng kim loại cũng để giảm nhiễu. Mình vừa test nhanh hai cái đồng hồ 61E cộng của Unity và 875 của Flut. So sánh về chức năng của hai đồng hồ thôi, chứ còn về thương hiệu thì chắc chắn thì cái 61E cộng này thì không thể so sánh với lại Flut 875 được. Vì cái mức giá này nó cũng chênh lệch quá lớn. Và đây cũng là niềm mơ ước của rất là nhiều anh em kỹ thuật điện tử. Tuy nhiên, nếu kinh tế không có dư giả để sắm một cái hồ 875 thì rõ ràng là cái Unity 61E cộng này cũng đáp ứng được rất là nhiều cái công việc hàng ngày. Và cái độ chính xác của đồng hồ này cũng rất là tốt so với lại cái Flut. Hai cái này nó khá là tương đồng với nhau. Và cái Unity này nó còn có điểm mạnh là nó có cái cáp kết nối tặng kèm, có thể kết nối lock cái dữ liệu, kết nối máy tính.
trong khi 87 năm là không có chế độ lock và không có khả năng kết nối máy tính. Đây là cái điểm mạnh của cái Unity 61E cộng so với 87 năm. Và cái màn hình của cái 61E cộng này nó cũng rất là to nè, hiển thị rõ ràng, dễ nhìn hơn là cái 87 năm. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép chúng ta sắm một cái đồng hồ tốt như cái 87 năm thì cái Unity 61E cộng này cũng là một lựa chọn rất là đáng giá so với cái mức giá khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu. Trong cái mức giá khoảng 1,5 triệu thì có thể nói là không có một cái đồng hồ nào có cái chức năng và cái chức năng tương đương so sánh được cái với lại Unity 61E cộng. Còn nếu khi ta có điều kiện cao hơn thì rõ ràng đây là một cái lựa chọn hoàn hảo cho chúng ta mức cái mức giá đồng hồ, và cái đồng hồ này thì nó là cận cao cấp. Flute thì nó còn có một cái dòng cao cấp là 287 và 289, đó thì nó quá cao cấp. Và cái 87 năm này thì cái mức giá này nó cũng là dạng cao cấp so với những cái hãng khác, tuy nhiên với Flute thì nó ở dạng cận cao cấp thôi. Thì chúc các bạn lựa chọn được một cái đồng hồ phục vụ cho công việc mà phù hợp túi tiền, trong cái điều kiện học tập sửa chữa nhỏ hoặc là những cái hàng ngày vậy, thì chúng ta có thể dùng cái Unity 61E cộng này, rất là phù hợp. Còn cái 87 năm thì rõ ràng đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.